Vâng, chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay em test bao gồm 10 mạch mic đôi V1 và từ A0 B01 đến B10. Và bây giờ em đã kết nối với một mạch mono 420W. Vâng, và giá bán hiện tại bên em đang bán là 140k cho một mạch. Vâng, và khi mà các bạn đặt hàng sẽ có những sản phẩm như sau. Thứ nhất, một mạch mic đôi V1 và hai dây jack kết nối tín hiệu và bốn núm vặn đi kèm theo mạch. Vâng, và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc gọi điện thoại qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Và bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên B01. Em sẽ test phần nhạc trước. Bây giờ em sẽ kết nối mic 1, lỗ mic 1 trước. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Vâng, và như vậy là lỗ mic 1 hoạt động rất tốt. Em sẽ test lỗ mic 2. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Vâng, và như vậy, lỗ mic 2 hoạt động rất tốt. Và như vậy, mạch số 1 đã hoạt động rất tốt. Em sẽ đến mạch tiếp theo. Alo. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Năm, 1, 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
lơ lơ một một hai ba bốn năm sáu bảy tám lơ lơ. Vâng, và như vậy lỗ mic 1 hoạt động rất tốt. Lơ 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 lơ
1 2 3 4 5 6 7 8. Vâng, và như vậy lỗ mic 2 hoạt động rất tốt. Em sẽ lấy mạch tiếp theo. Alo 1 2 3 4 alo 1 2 3 4 alo. Vâng, và như vậy lỗ mic 1 đã hoạt động rất tốt. Alo 1 2 3 4 alo 1 2 3 4 alo. Và mạch số 3 hoạt động rất tốt. Test lỗ mic 1 trước. Lơ 1 2 3 4 lơ. Lơ 1 2 3 4 lơ 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 lơ
sẽ test lỗ mic 1 trước. Alo. Thank you.
Và như vậy mạch này đang bị lỗi ạ, em sẽ đi ra bên ngoài.
Ok, ngày hôm nay em đã test bao gồm 10 mạch, nhưng mà một mạch bị lỗi em đang để pin ra ngoài, và 9 mạch đã chạy rất ổn định. Và xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chúc các bạn luôn thành công. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.